Diễn đàn 26 xin kính chào quý vị. Tối nay không có hiện hình quý vị nha. Cả tuần này thì quý vị tràn ngập cái thông tin mà diễn đàn cho rằng là cũng hết sức là nhức đầu, suy nghĩ nhiều. Cho nên là hôm nay tôi mời quý vị cùng tôi thư giãn này, thư giãn một chút. Và chúng ta cùng nhau trải nghiệm đêm ở phố cổ Hội An như thế nào quý vị nha. Đây, thưa quý vị, tôi và một số anh em nhà báo của chúng tôi đó thì đang đi trên cái con đường phố cổ của Hội An. Lúc này là 9 giờ hơn rồi quý vị, lúc này 9 giờ hơn rồi. Lẽ ra chúng tôi đi sớm hơn, nhưng mà tự nhiên chiều hôm nay á, thì là Quảng Nam chìm trong một cơn mưa thật lớn. Mưa lớn lắm thưa quý vị, mưa như là ôm giòm trút nước vậy này. Mưa suốt cả buổi chiều, mãi đến hơn 8 giờ rồi thì trời nó mới tạnh thưa quý vị. Nhưng mà cũng nhờ cái cơn mưa này cho nên là cái tiết trời của Hội An mát dịu, nó dễ chịu hơn, chứ không có bị nóng, không bị nóng thưa quý vị. Như quý vị đã thấy đấy, thấy trên cái màn ảnh nhỏ của quý vị đó, đêm ở phố cổ Hội An thật là lung linh huyền ảo. Thưa quý vị, đẹp lắm. Đèn lồng thì đủ màu sắc được giăng đầy trên các cái đường phố, rất là đẹp luôn, đẹp vô cùng. Không có cái thành phố nào như thành phố Hội An này cả, toàn là đèn lồng thưa quý vị. Nhưng mà cái chỗ này đó thì thưa quý vị chưa phải là cái đường phố chính đâu ạ. Nó chỉ mới bắt đầu vào trung tâm phố cổ thôi. Cho nên á là quý vị thấy trên cái đường phố nó cũng hơi vắng người. Mà có lẽ là cũng bởi vì chúng ta đi muộn cho nên là người ta cũng về ngủ hết rồi. Hay bây giờ là chúng tôi đi trên cái con đường dẫn ra trung tâm thành phố, ở cái nơi mà cái du khách là tập trung là đông nhất và có nhiều cái dịch vụ nhất ở đó thưa quý vị. Trên cái con đường này thì có nhiều cái ngôi nhà cổ, mà có lẽ là ban đêm cho nên là chúng ta không thấy rõ lắm đâu. Nhiều cái ngôi nhà có tới là trên 100 năm, hơn 100 năm thưa quý vị. Những người dân ở đây á thì họ không có được phép đập ra cái xe mới, nhưng mà xem ra đó thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Như theo cảm nhận của tôi thì nó vẫn chắc, vẫn đẹp, ở tốt, và đặc biệt là kinh doanh tốt. Nếu mà cho phép họ đập ra làm mới lại thì đâu còn là cái phố cổ nữa ạ. Cho nên họ phải chấp nhận. Đây, bây giờ là mới tới cái khu vực trung tâm phố cổ Hội An đây thưa quý vị. Đẹp quá. Đèn màu thì đủ các kiểu giăng đầy trên các cái con đường, khắp các cái ngôi nhà nữa thưa quý vị. Đây là các cái vị khách Tây, họ ngồi uống cà phê, uống nước giải khát ở dưới một cái khung cảnh rất là tuyệt đẹp của phố cổ Hội An. Không có một cái từ ngữ nào để mà có thể diễn tả được hết đâu thưa quý vị. Trên đường phố là như vậy.
trên những cái ngôi nhà, những cái góc phố được trang hoàng rất là đẹp bằng đèn thôi thưa quý vị, đèn mà đèn lồng. Cho nên là đây là một cái kiểu rất là lạ của Hội An mà coi như không ít có thành phố nào có được như vậy, thậm chí là không có thành phố nào có. Đây là đặc trưng riêng của phố cổ Hội An. Thế còn ở dưới sông đây, quý vị nhìn dưới sông này, quý vị có thấy gì không ạ? Đương nhiên thì là những cái con thuyền rồi, những cái con thuyền bồng bềnh. Mà cái điều đặc biệt ở đây là thuyền nào nó cũng được gắn những cái ánh đèn màu này, tạo nên cái màu sắc, cái sắc màu lung linh huyền ảo trên sông. Đây cũng là một điểm hết sức là đặc biệt thưa quý vị, mà không có một cái thành con sông nào ở trong cả nước của mình mà có được cái sự lung linh như vậy cả. Thưa quý vị, con sông mà quý vị thấy trên màn hình đó, thì đây là cái con sông Hoài. Sông Hoài thưa quý vị, có lẽ là nhiều quý vị cũng không có hình dung, không biết được cái tên của con sông này, thì cứ biết là sông cổ ở Hội An thôi. Thế con sông này là một nhánh của con sông Thu Bồn, rất là nổi tiếng thưa quý vị, chảy qua Hội An. Thu Bồn là tên của một nhà thơ, Thu Bồn, nhiều cái bài thơ rất là hay. Thế cái dòng sông này, dòng sông Hoài này thưa quý vị, nó cũng nhỏ thôi, nó không có lớn. Nó gắn liền với cái cuộc sống mưu sinh của một số cư dân ở phố cổ Hội An. Một số thôi chứ có nhiều cái tờ báo, nhiều cái bài báo viết rằng là gắn liền với cái cuộc sống của người dân ở phố cổ Hội An là không chuẩn. Một số người cư dân thôi thưa quý vị, họ sống bằng cái nghề chèo thuyền, đưa khách tham quan du lịch, chứ không phải là toàn cư dân thành phố Hội An mà đi làm cái nghề này. Ở đây quý vị thấy đó, nhờ ánh đèn cho nên là buổi tối cái con sông Hoài này lấp lánh ánh đèn, càng làm cho con sông Hoài như là cái con sông tiên ở cái chốn Bồng Lai tiên cảnh quý vị. Ở chốn Bồng Lai tiên cảnh, có điều là do chúng tôi đi vào cái tham quan thành phố cổ Hội An vào một cái thời điểm đêm muộn, cho nên là chẳng thấy tiên đâu. Một số anh bạn của tôi nói rằng là quả là một cái điều đáng tiếc khi mà đi tham quan phố cổ Hội An vào cái đêm muộn như thế này. Nào, bây giờ thì tôi mời quý vị đi qua cái con đường phố chính ở bên phía bên kia sông quý vị nhé. Nên là mình đang đi trên cái cây cầu bắc qua con sông Hoài để đi qua cái khu phố chính thưa quý vị. Cái trận mưa chiều nay thì cũng làm cho ít người hào hứng đi ra đường, cho nên mặc dù là phố chính nhưng mà cũng không đông người lắm. Tôi cảm nhận là không có đông người. Trước khi đi thì cứ như một số anh bạn làm báo ở Quảng Nam thì cũng nói với chúng tôi rằng là phố cổ Hội An đông người lắm, đông người, rất là đông du khách. Thế nhưng mà do đi đêm muộn cho nên chúng tôi không có được cái chứng kiến cái cảnh ngựa xe như nước, áo quần như đêm, mà một số đồng nghiệp của tôi nói như vậy. Nhưng mà đẹp thưa quý vị, rất đẹp, toàn là đẹp, đúng là phố cổ thật, và cũng toàn là du khách nước ngoài thôi quý vị. Có lẽ là cái du khách người Việt á, du khách người Việt thì có lẽ giờ này thì người ta về người ta ngủ hết rồi, đi tham quan ban ngày chắc là cũng đã mệt, cho nên là tối về ngủ, và chỉ còn cái khách Tây thôi. Cũng xin nói với quý vị là ở cái trung tâm phố cổ Hội An này đó, về đêm đó thì nó cũng khá giống với cái thành phố không ngủ ở Phú Quốc mà tôi đi cách đây cũng 6-7 tháng rồi đó.
Có lẽ vì khác múi giờ cho nên là hầu hết khách Tây ở đây thường là họ không ngủ về đêm. Họ không ngủ về đêm, mà công nhận thì họ cũng khỏe thật, ban ngày không chẳng ngủ. Chắc có lẽ là cái thời gian mà họ ngủ rất là ít, nhưng mà ban đêm thì họ cũng không ngủ. Giống như ở cái thành phố không ngủ ở Phú Quốc đó thưa quý vị, là ban đêm thì người khách Tây đó, thì họ thường uống bia, họ đi chơi uống bia hay là đi nhảy đầm đó thưa quý vị, nhưng mà họ không ngủ. Đây quý vị thấy không, du khách nghe nhạc cũng toàn là du khách nước ngoài thôi. Đây có một số vị khách Tây thì mua đồ lưu niệm. Thưa quý vị, điều đặc biệt là các vị khách này đó thì họ rất thích mua những cái đồ lưu niệm được làm bằng thủ công. Có lẽ là họ ở cái xứ công nghiệp cho nên là họ thích mua những cái đồ vật lưu niệm được làm bằng thủ công. Ông khách này cũng vậy, ông ấy đang mua những cái đồ trang sức, chắc là mua để tặng cho vợ này. Thưa quý vị, trải nghiệm đêm phố cổ Hội An đó, từ hồi nãy bây giờ thì quý vị thấy thế nào ạ? Rất thú vị phải không ạ? Theo cảm nhận riêng của tôi đó, thì Hội An thật sự là xứng đáng là một trong 25 thành phố du lịch tuyệt vời nhất thế giới, được bình chọn vào năm 2020 của một độc giả của một tạp chí du lịch nổi tiếng ở Mỹ thưa quý vị. Cái đây không phải là tự mình đặt ra đâu. Rồi là xứng đáng là top 15 thành phố tuyệt nhất châu Á năm 2021. Và điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu của châu Á năm 2021 luôn. Cái này thì cũng do nước ngoài người ta bình chọn đó thưa quý vị. Những cái tạp chí nổi tiếng trên thế giới người ta bình chọn, chứ không phải là mình tự sướng lên. Và mới đây nhất á, thì phố cổ Hội An là lọt vào cái top 10 những thành phố hiếu khách nhất thế giới năm 2022, và là một trong những cái điểm đến lãng mạn nhất thế giới năm 2022. Mà đúng là lãng mạn thì thưa quý vị, từ đó cho nên thưa quý vị sẽ thấy là phố cổ Hội An của chúng ta là rất xứng đáng là cái thành phố di sản văn hóa thế giới. Và chúng ta cũng nên tự hào cái điều đó thưa quý vị. Trải nghiệm như thế thôi đủ chưa quý vị? Chắc có lẽ là tôi thấy như thế là cũng đã đủ rồi đó. Bây giờ thì chúc quý vị ngủ ngon, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau quý vị nha. Xin chào quý vị.